Lý do thị trường nhập vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ và rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em phát ra mà mình nó không hiệu quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.